Ok, chào mừng em đã quay trở lại với Siri Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần 2 con game Test Your Bird này em nhé. Thì ở phần trước chúng ta đã thêm vật lý cũng như là tạo các chướng ngại vật cho tựa game rồi. Thì ở phần này tôi sẽ hoàn thành cái tựa game này luôn em nhé. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra background. Thì để tạo ra background thì đơn giản là có phải là anh em nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần kéo cái hình này lên. Sau đó thì scale cái hình này cho nó vừa với cái màn hình của chúng ta là được đúng không ạ? Đấy. Thì thực chất là hồi trước tôi đã từng làm như thế này rồi. Nhưng mà khi làm xong á thì tôi nhận thấy một cái vấn đề rất là to bự với em ạ. Đây tôi sẽ show lên cho anh em coi thử. Thì khi mà chúng ta đổi từ resolution từ độ phân giải 5.4 sang 16.10 đi. Đấy. Thì anh em thấy cái vấn đề của chúng ta rồi đúng không ạ? Đấy. Thì cái hình của chúng ta nó sẽ thiếu đi một khúc như thế này. Nó sẽ thiếu đi một khúc. Vì sao ạ? Vì khi mà anh em kéo một cái hình từ đây lên á thì đơn giản là nó sẽ tạo ra cho anh em một cái game object với một cái speed render và một cái transform này nhé. Chứ không phải là cái UI transform. Một xíu nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Thì đơn giản là cái transform bình thường này nó sẽ không tự scale cho anh em khi mà anh em đổi cái độ phân giải. Thì để làm sao để khi mà nó tự đổi khi nó đổi phần phân giải á thì nó tự scale thì đơn giản là anh em tạo ra một cái UI này, cái canvas này, sau đó anh em đổi cái render mode từ sang camera và anh em kéo cái camera của chúng ta vào thì nó sẽ fit, nó sẽ vừa với camera của chúng ta nhé. Đấy. Rồi để tạo ra một cái hình ở cái camera, ở cái UI này thì anh em vào UI này, image này. Đấy, sau đó thì tôi muốn tạo ra cái background nên tôi sẽ cho nó vừa với camera luôn em nhé. Rồi, sau đó kéo cái hình của chúng ta vào đây. Xong. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm để tạo ra một cái background mà nó có thể tự scale khi mà đổi cái độ phân giải. Đây. Đó, khi tôi đổi độ phân giải thì nó sẽ tự scale. Thực chất á, thì để mà anh em master được cái UI này á thì nó rất là tốn khá là nhiều thời gian. Thì ở đây tôi sẽ chỉ để đơn giản này, tôi sẽ chỉ giới thiệu cho anh em thôi. Và anh em nếu mà muốn cái hình của chúng ta nó đẹp hơn á thì anh em có thể tìm hiểu thêm về UI anh em nhé. Đấy. Thực chất nó rất dài nên là tôi sẽ nói về ở cái vấn đề này, nói về cái vấn đề này ở những video sau. Rồi. Bây giờ làm gì nữa nhỉ? Bây giờ tôi muốn cái khăn của chúng ta nó có thể animation, nó sẽ chạy từ bên phải sang bên trái. Ok. Thì để làm cái này cũng rất là đơn giản thôi. Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là tạo ra một cái animation này ở vào bay này, tạo ra một cái animation này. Tôi sẽ đặt tên là bay này nhé. Rồi. Anh em sử dụng một cái chức năng gọi là record ở đây, bấm vào cái nút đỏ đỏ này. Đấy. Sau đó thì tôi sẽ chỉnh lại thời gian đi. 1.3 đó, 1.3 giây và kéo nó sang bên phải, cây bên sang bên trái chứ, sang bên trái như này đấy, và anh em tắt record đi và anh em chạy thử cái này, anh em sẽ thấy một cái điều rất là kỳ diệu đây nhá. Đó, nó sẽ tạo ra một cái animation dựa theo cái tọa độ của anh em đưa vào. Cái tọa độ đầu tiên mà tôi đưa vào là tọa độ đâu, không biết tọa độ nó là bao nhiêu đây, nó là đây trừ 0.2 với lại y là trừ 4.5 và ở 1.3 giây là trừ 2.11. Thì khi mà anh em kéo theo cái chục thời gian này, anh em có thể thấy là nó sẽ tự động giảm dần. Đó, nó tự động giảm dần có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái animation dựa theo cái thời gian mà anh em quy định cho nó. Rồi, tôi sẽ chỉnh lại cho nó thành bộ liner đi. Để cho nó em thành chúng ta mượt hơn em nhé. Đấy. Đây, tôi sẽ chạy thử game. Rồi, ok. Bây giờ là chúng ta đã có animation cái thanh này rồi. Chỉnh chỉnh lại cái canvas này cho nó nằm sau cái hồi nãy như là tôi chú ý là nó con chim nó đụng vào đây, có nghĩa là cái canvas này nó đang nằm trước cái chướng ngại vật của chúng ta, thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó đằng sau thôi. Background này, ok. Rồi, để tôi chạy thử game anh em nhé. Tôi nghĩ là không có lỗi nữa đâu.
Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái khi mà nó đụng vào cái cột á, thì game over, nói chung là game over thôi. Thì để làm sao để làm như vậy? Đầu tiên là anh em vào cái script này, vào cái script của Flappy Bird, là cái script mà điều khiển con chim của chúng ta đấy. Chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là void on collision enter 2D. Đấy, cái hàm này là gì ạ? Khi mà nó chạm vào cái con chim này, nó chạm vào bất cứ cái vật gì có boss collider, nói chung là có collider, thì nó sẽ chạy cái hàm này. Và tôi sẽ, nếu mà nó chạm vào bất cứ cái gì thì có phải là game over. Nên là ok, thì bây giờ tôi sẽ gọi một cái hàm game over đi. Game over nhé. Thì khi mà nó chạm vào bất cứ cái vật gì á thì tôi sẽ gọi thằng game over. Thì game over này chúng ta, đó là khi mà con chim chạm vào cái cột, ví dụ chạm vào cái cột thì thời gian nó sẽ dừng lại, đúng không ạ? Thời gian sẽ dừng lại. Thêm chấm thêm scare nên xếp bằng không thì thời gian nó sẽ dừng lại. Đây đó, không biết nó chạy được chưa nhỉ? Ok, thì bây giờ tôi sẽ cố ý cho con chim nó đụng vào cái cột, không phải là do tôi gào đâu nè. Đây đây, thì đơn giản là khi mà nó đụng vào cái cột á thì tất cả mọi thứ nó sẽ dừng lại thôi, tại vì tôi set cái time scale nó bằng không rồi đó. Thì bây giờ tôi muốn là khi mà nó đụng vào cái cột thì nó sẽ có một cái màn hình game over hiện lên. Đây, để tôi tạo ra một cái màn hình game over đi. Game over này đấy. Đây là một chút design nên anh em có thể bỏ qua phần này đi nha. Set native. Rồi, kéo nó lên một xíu. Hình như cái set này nó không có cái nút game over anh em ạ. Nên tôi sẽ dùng luôn cái button game over của Unity luôn. Button play again đi. Ok. Thì cái ý tưởng của tôi là khi mà bình thường chúng ta đang chơi là chúng ta sẽ không muốn nhìn thấy cái game over này, đúng không ạ? Đấy, thì tôi sẽ tắt nó đi và tôi sẽ vào cái script của con chim này. Tôi sẽ thêm một cái là game over object. Tôi sẽ lấy dữ liệu của cái object của cái thằng màn hình game over này, và khi mà nó đụng vào cái vật và nó gọi hàm game over thì tôi sẽ muốn là nó sẽ bật lên lại. Tôi sẽ bật nó lên lại đó, đơn giản vậy thôi. Game over object chấm set true. Đấy, thì tôi sẽ bật nó lên lại. Và khi mà tôi ấn vào cái nút play game này là tôi sẽ reset lại cái game chúng ta đang chơi đó. Thì để làm như vậy thì anh em sẽ thêm một cái thư viện nữa gọi là Unity Engine Skin Manager. Đấy, và tôi sẽ thêm một cái hàm gọi là reset game đi, Skin Manager này chấm last skin này không. Đấy, thì cái hàm này, cái hàm skin manager last skin này đơn giản là cái hàm nó sẽ di chuyển tới cái skin mà chúng ta muốn, vì trong cái game này nó chỉ có một skin thôi. Đây, anh em có thể vào coi bao nhiêu skin ở cái build setting này. Chúng ta chỉ có một cái skin và cái số của skin này nó là không, nên là tôi muốn nó di chuyển lại vào cái skin không này để có thể reset lại game đó. Và chúng ta vào button này, để mà cái phần button này hoạt động á thì nên phải biết là anh em thêm vào cho nó cái chỗ nào đây này, on click. Thì khi mà ấn vào cái button đó thì nó sẽ gọi cái hàm mà anh em thêm vào ở đây. Thì tôi muốn nó gọi cái hàm reset game đâu nhỉ, đây ok đó. Vậy thôi, đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Tôi sẽ chạy thử game cho anh em coi nha. À, tôi quên tắt cái này đi rồi nè. Tắt đi, quên mất. Ok. Rồi, một lần nữa tôi sẽ cố ý cho nó đụng vào cột nha. À không, tôi chỉ giỏi quá nè. Rồi, tôi sẽ cho nó đụng vào cột. Lỗi rồi. À, tôi quên mất. Tôi quên mất kéo cái game object của chúng ta vào cái script. Đây, ok. Sorry nè, một chút trục trặc nhỏ thôi. Rồi, ê, ê, cái này tao không cố ý anh em nhé. Đây đây,
Khi mà chúng ta đụng vào chướng ngại vật thì nó sẽ hiện lên cái màn hình game over, và khi ấn vào play game này đó thì nó sẽ quay lại cái skin đó, quay lại skin cũ cho chúng ta. Nhưng mà anh em có thể thấy là con chim nó không làm gì hết. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta set time scale nó bằng không rồi. Thì bây giờ khi mà start thì tôi muốn là time scale nó quay trở lại là một để chúng ta chơi tiếp thôi. Rồi, ok. Xong. Đó là phần game over anh em nha. Thì bây giờ tôi sẽ đơn giản, tôi sẽ thêm một cái nữa thôi. Đó là về một cái canvas nữa đi. Gọi là test. Rồi, ok. Canvas này tôi sẽ làm y chang cái canvas nãy. Đơn giản là tôi muốn cái này nó nằm ở trên thôi, nên tôi tạo một cái khác. Background nha, một nha. Rồi, ok. Chỉnh lại cái test chúng ta này. Cho nó to ra một tí. 50 đi. 250. Ok. Tôi sẽ để lên đây. Và bây giờ tôi sẽ thêm phần cuối, đó là thêm điểm vào cho tựa game này nha. Hay là score đi. Đấy. Thêm vào score. Ý nhỉ? Rồi ok, thấy rồi. Cần chỉnh màu cho đẹp không? Màu màu gì vậy? Màu trắng đi, đại màu trắng đi. Rồi ok. Cho nó to ra tí nè. Mưa luôn. Chào. Chào. Ok. Rồi, ý tưởng đơn giản của tôi bây giờ á, đó là chúng ta vào cái object này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái game object này. Thêm vào Boss Collider này. Và kéo nó vào giữa giữa hai cái ống này. Đó. Thì đơn giản là ở đây á, là tôi muốn nó khi mà con chim nó bay qua cái ống này, khi mà nó chạm vào cái collider này thì chúng ta sẽ tăng điểm lên một thôi, đơn giản là như thế. Và ấn vào cái on trigger đã ấy. Rồi thêm vào một cái script mới đi, gọi là score add đi. Score add. Ok. Và dùng hàm hồi nãy tôi cũng đã giới thiệu rồi. Hồi nãy tôi giới thiệu chưa nhỉ? Tôi cũng nhớ nữa. Dùng hàm on trigger enter 2D. Đơn giản là cái hàm này khi mà con chim nó bay qua đây và khi mà anh em chọn cái boss collider là e trigger thì nó sẽ thay thế với lại on collision enter 2D. Thì nó hoạt động tương tự với on collision enter 2D. Thì khi mà hai cái vật chạm vào nhau thì nó sẽ gọi hàm này, đơn giản là như thế thôi. Và quên mất, tôi phải ra cái chỗ này anh em. Ra cái này. Vào cái score này tôi thêm một cái speed đi, gọi là score đi. Đó. Và cái hàm score này của chúng ta nó sẽ quản lý cái test này, nó quản lý cái test này, có nghĩa là nó có bao nhiêu điểm thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình. Tôi sẽ có một cái variable là score đi đấy, và cái variable thứ hai là test. Cái này anh em thấy thêm một cái thư viện là unityengine.ui này nè, để chúng ta có thể sử dụng cái test này. Đấy. Tôi gọi là nó đặt tên đại là test thì mệt quá. Rồi, public void score. Score cộng cộng. Cái này tôi tăng điểm lên một này nha. Và sau khi tăng điểm rồi thì tôi sẽ chuyển cái điểm này thành cái chữ mà chúng ta sử dụng, chúng ta hiển thị lên màn hình đấy. Thì ban đầu để nó là không đi. Ok, vào cái object nãy này, cái hàm có á rồi nha. Tôi sẽ tìm, dùng hàm này để tìm, dùng hàm ping object of type score đấy, có nghĩa là tôi tìm ra cái hàm score này trên cái game của chúng ta này nha. Trên cái game thì chấm score rồi nha. Đây. Ok, gọi hàm score. Rồi. Xong. Hy vọng là nó sẽ không lỗi đi. Hy vọng là sẽ không lỗi đi. Tại vì video này hơi lâu rồi nên tôi muốn tắt nó sớm. Ô. Chán thế nhỉ. Nó có bị lỗi gì đó nhưng mà để tôi coi thử xem nào. À đây. Tôi quên mất là phải kéo cái score này vào.
Kéo cái score này vào. Rồi. Xin lỗi anh em vì lỗi nhé. Rồi ok. 1 điểm. 2 điểm. 3 điểm. Ok xong. Thì thật chất là con game này vẫn còn rất nhiều cái để hoàn thiện. Ví dụ như là nhạc hay là cái hàng hình bắt đầu hay gì đó. Rất là nhiều thứ đúng không ạ? Nhưng mà vì cái này dành cho những anh em vừa mới làm quen nên là tôi sẽ dừng ở đây thôi. Và những cái ví dụ như thêm nhạc hay cái gì đó thì tôi sẽ làm ở những cái video tiếp theo, ở những cái tựa game khác hoặc là những cái video hướng dẫn khác anh em nhé. Ok, cảm ơn em đã xem video này và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn thôi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Ok. Chào anh em.